Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dạy, cân đối bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 22 CDTTR, kế hoạch số 568 KHUBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 và quyết định số 666 QĐUBND ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó mèo và các loại động vật khác có nguy cơ bệnh, nhất là việc tiêm vaccine và phòng chống bệnh dạy cho chó mèo, thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dạy cho người khi bị động vật, đặc biệt là chó mèo cào cắn. Đồng thời, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó mèo, điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.